Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, những năm qua, người dân xã Lộc Sĩ Thành, huyện Trà Ôn luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn. Nhờ đó mà mạng lưới giao thông ở xã từng bước được bê tông hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo của quê hương. Tuyến đường ra này dài hơn 400 m và cây cầu Phổ Hiền 6 tại ấp Tân Thạnh dài 24 m, ngang 2,2 m đã được khánh thành đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng phấn khởi của nhân dân địa phương. Trước đây, tuyến đường này là đường đất, người dân học sinh đi lại và vận chuyển hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn. Còn cây cầu đã xuống cấp hư hỏng nặng. Chính quyền địa phương đã vận động Đại Đức Thích Thiện Phổ ở xã Phú Thành, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn đóng góp kinh phí hơn 300 triệu đồng và nhiều ngày công lao động để xây dựng hoàn thành. Thì vận động quý Phật tử trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương để xây dựng những cây cầu đã hư hỏng và những con đường sình lầy để làm mới hết những đường đi nông thôn cho bà con và học sinh qua lại được thuận tiện dễ dàng. Với quyết tâm xóa cầu tạm, cầu khỉ, đường hư hỏng xuống cấp, từ đầu năm 2020 đến nay, xã Lục Sĩ Thành đã vận động sức dân xây dựng mới và sửa chữa hơn 5 km đường giao thông, bắc mới 12 cây cầu nông thôn nối liền xóm ấp, với tổng kinh phí xây dựng trên 2 tỷ đồng. Trong đó, mạnh thường quân, nhà hảo tâm và người dân địa phương đóng góp khoảng 1,6 tỷ đồng. Trong thời gian tới thì cũng cần tập trung là vận động bà con thực hiện thêm một số cái tuyến đường là chưa có được đanh quá, đặc biệt là những cái đường xuyên đồng, tất nhiên là đi ngang đồng ruộng để làm sao đảm bảo cho bà con mà thu hoạch mà rau màu là có cái đường để vận chuyển được tốt hơn. Thì nói chung sẽ tập trung dồn sức để chúng ta làm sao phấn đấu cuối năm nay là chúng ta đạt được 19/19 tiêu chí để mà xã được công nhận cái xã nông thôn mới trong cái cuối năm 2022 này. Những cây cầu, con đường giao thông nông thôn nối liền thôn xóm từng bước thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống kinh tế văn hóa của người dân, qua đó tạo được niềm tin, sự phấn khởi trong nhân dân. Sự đóng góp của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, nhân dân không chỉ ở giá trị vật chất mà trên hết đó là tấm lòng, nghĩa tình cùng với địa phương chung tay hoàn thiện, nâng chất hạ tầng giao thông trong xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển.